MSB rồi này. Đấy, rồi cảm ơn chị Giang Nguyễn nhé. Mình đang có các cái mã PVS, PVD, BSR, HSG, HQC, VND, VB Bank. Nhờ em tư vấn chiều giữ. Wow, quá nhiều mã cổ phiếu. Rồi ok, thì em Nhất cũng xin phép hỗ trợ anh chị một mã cổ phiếu trước. Còn đâu nếu còn thời gian thì em Nhất sẽ hỗ trợ lại các cái mã cổ phiếu của chị hết ở ở trên livestream anh chị nha. Đó, thời gian nó cũng có hạn mà còn rất nhiều các mã cổ phiếu khác thì em Nhất cũng chia sẻ với góc nhìn cổ phiếu BSR trước này. Thì đây cũng là một cái cổ phiếu mà Nhất cũng khuyến nghị anh chị xuyên suốt trong những cái nhịp này. Đó, nhịp điều chỉnh về 14.1, 14.2 nhạc này. Đó, thậm chí là những nhịp mà breakout lên quanh vùng này không mua được giá đỏ ở đây thì mua giá xanh ở đây cũng được. Bởi vì ít nhiều nó cũng đang cho thấy một cái nhịp breakout. Và đối với cổ phiếu BSR này, trong ngắn hạn hai phiên gần đây thì nó cũng cho thấy là biên độ tăng giá tốt với khối lượng tham gia tốt, thì với cái khả năng đi tiếp đối với BSR là tương đối sáng. Xuyên suốt trong thời gian vừa qua thì Nhất cũng chia sẻ anh chị rồi, sau cái nhịp tích lũy này, vì cái cơ hội mà BSR breakout khỏi cái vùng biên độ tích lũy này đi lên tầm khoảng 18 là vẫn sáng, đúng không ạ? Đó, thì trong giai đoạn hiện tại nó đang có cơ hội lên đến vùng 18 đấy. Đó, ở trong chung dài hạn thì cũng tương đối sáng rồi, đúng không ạ? 3 tháng gần nhất là trên nhịp hồi phục chủ đạo, những cái vùng cân bằng ở quanh 18, 19 cơ, thậm chí là cơ hội thì lên được tầm khoảng 21 ở trong chung dài hạn là có. Đó, bởi vì nó đang trên một nhịp hồi phục chủ đạo. Mà trong ngắn hạn, trong giai đoạn vừa qua thì những cái phiên mà biên độ tăng giá tốt như này với khối lượng tham gia tốt như này thì đâu đó cho thấy dấu vết những dòng tiền lớn tham gia vào. Dấu vết của dòng tiền tổ chức tham gia vào, đó là yếu tố tích cực. Những nhịp điều chỉnh trong ngắn hạn, những nhịp rung lắc trong ngắn hạn như này. Đó. Với biên độ giá giảm lớn nhưng mà cái khối lượng bán ra thì không nhiều, cho thấy là không nhiều nhà đầu tư chấp nhận bán ra, nhưng cho nên là những cái nhịp rung lắc này là những nhịp nhặt trong ngắn hạn, trong T cộng tương đối thuận lợi, và thậm chí là trong T cộng thuận lợi anh chị có thể là nắm giữ luôn ở trong chung dài hạn. Đó, lình xình đi lên. Đó, đây cũng là một cái cổ phiếu mà Nhất chia sẻ anh chị trên livestream này, mua quanh vùng này, này PVS này, BSR này, trong cái nhịp này, đúng không? Đó, quanh cái vùng này. Đó, và thời điểm hiện tại mặc dù như trong giai đoạn trong ngắn hạn vừa qua những cái cổ phiếu này nó cũng có nhiều nhịp rung lắc, nhưng mà nó là những cái nhịp rung lắc cần thiết, tích cực, cũng chưa có gì là đáng lo ngại khi mà lực cầu bán ra là không nhiều, đúng không ạ? Đó, đây thì trong giai đoạn vừa qua thì Nhất vẫn củng cố tinh thần cho anh chị nắm giữ đối với cổ phiếu PVS cũng như là BSR trên livestream này, thậm chí là chia sẻ thêm cho anh chị những cái điểm mua gia tăng ở trong nhịp này, đúng không ạ? Đó, cho nên là nhóm ngành dầu khí là nhóm ngành có thể là chỉnh theo thị trường, nhưng nó lại là những cái nhóm ngành tiềm năng nhất và an toàn nhất, bởi vì chỉnh nhưng không chỉnh nhiều thì lúc đó chúng ta thiết lập được vùng quản trị rủi ro trong ngắn hạn nó tốt hơn là những cổ phiếu nó tăng mạnh, chỉnh mạnh thì lúc đó rất khó để mà thiết lập những cái vùng quản trị rủi ro vừa phải, đúng không ạ? Đó, cho nên là đối với cổ phiếu BSR nhịp này, đương nhiên sau hai phiên bật tăng phiên gần đây đó rất mạnh, anh chị có thể nắm giữ được. Và thậm chí là một vài anh chị chia sẻ trong giai đoạn vừa qua anh chị không mua BSR đâu, bởi vì đâu đó là nó lặng mông lắm, nhưng mà nếu như anh chị để ý hai phiên gần đây thì BSR không lặng mông tí nào cả. Mỗi phiên nó tăng đều tầm khoảng 5 đến 7% đó, và thậm chí là khi BSR này mà nó break out lên đây thì đâu đó là đôi khi nó tăng một phiên thôi, biên độ của nó ở upcom nó tầm khoảng 10 đến 15% thì rất mạnh, lúc đấy thì nó không còn lặng mông nữa đó. Và tương tự như cổ phiếu SHS, đúng không ạ? Nhịp vừa qua anh chị cũng chê SHS nặng mông, cứ lình xình quanh vùng này, nhưng khi nó tích lũy đủ thì trong hai phiên gần nhất này đâu đó nó cũng tăng mạnh, đúng không? Đó, đúng không? Đó, cho nên là BSR này, những cái cổ phiếu nó đang tăng tốt thì theo góc nhìn của em Nhất thì thời điểm hiện tại anh chị vẫn có thể nắm giữ được, và thậm chí kể cả thị trường có chỉnh thì những cổ phiếu này nếu giả sử những điểm mua anh chị tốt thì vẫn có thể giữ được. Nó làm sao kiên nhẫn để mình ăn được những cái bước giá dài hơn, bởi vì vùng này đối với PSBSR là mới là cái vùng khả năng tạo đáy đi lên, mà những cái cổ phiếu nó tạo đáy đi lên thì cái việc mà ăn tầm khoảng 40-50%, thậm chí ăn bằng lần ở trong trung hạn khi thị trường ổn định trở lại và thậm chí là chính thức bước vào một cái xu hướng tăng thì những cái nhịp chạy nước rút sau đó thì nó sẽ mạnh hơn rất nhiều đó. Cho nên là chúng ta đâu đó là cố giữ được lâu nhất có thể đó, khi nó chưa có yếu tố gì đáng lo ngại ở trong ngắn hạn thì anh chị vẫn có thể giữ được. Làm sao chúng ta chấp nhận là khi có tín hiệu mà đảo chiều cũng như điều chỉnh, chúng ta chấp nhận ăn ít đi một chút để có cơ hội ăn những cái bước giá nó dài hơn anh chị nhá.
Đó cái là tiêu chí mà Nhất chia sẻ anh chị xuyên suốt trong thời gian vừa qua. Đó làm sao những cái cổ phiếu mà yếu kém chúng ta mới cần phải bán sớm, cần phải chốt sớm. Còn những cái cổ phiếu nó đang tăng tốt rồi, từ điểm mua mà tăng tốt tầm khoảng 5 đến 10% thì như vậy nó là những cái cổ phiếu chúng ta có điểm mua tốt. Đó, để thiết lập những vùng quản trị rủi ro tốt ở trong ngắn hạn. Nha chị nhá. Được, ok, đó là góc nhìn em Nhất về cổ phiếu BSR của chị Giang, anh chị Giang Nguyễn nhé. À, mua được mấy mã dầu khí là nhờ nghe em livestream tư vấn đó. Rồi, cảm ơn chị Giang Nguyễn nhé. Nếu như chốt có lời thì đầu xuân năm mới thì lì xì em Nhất để chị em có lộc nha chị nhá. Đó. Rồi, thế là tuyệt vời rồi, anh chị vào được dầu khí thì em Nhất đánh giá là nhịp này dầu khí nó sẽ khỏe hơn. Trong đầu năm tới thì dầu khí nó sẽ khỏe hơn nhóm ngành thép này, khả năng khỏe hơn cả nhóm ngành đâu đó là ngân hàng đấy. Đó, ngân hàng những lịch trình đi lên giữ nhịp thị trường là tốt rồi, nhưng dầu khí thì Nhất đánh giá nó sẽ tăng mạnh hơn. Đó, đúng không? Đó, những cái cổ phiếu này. Đó, trong giai đoạn vừa qua Nhất chia sẻ anh chị này, đâu đó là những điểm mua quanh vùng này cũng như nhập quanh vùng này. Đó, đâu đó breakout lên khỏi tầm khoảng 23.6 này thì khả năng nó sẽ bắt đầu vào một nhịp sóng. Nó thì bây giờ mới là cái chân sóng của nhóm ngành dầu khí rồi. Đây nhá. Rồi, MBB mua mới 19.5 được không anh? Xin chào Ngọc Cường nhé. Cảm ơn Ngọc Cường nhé.